Sở Quốc Kinh Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 9 tháng 1 năm 2021. Và trong dịp cuối năm ngày hôm nay thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm tủ kệ TV cột neo con sóc dài 2m4 bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm thì hoàn thiện theo phân khúc tầm trung với thông số độ dày là ván cánh là liền tấm dày là 1,5 phân, khung cánh là dày 3 phân và ván mặt là liền tấm dày 1 phân. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi đang bán thanh lý với giá là 11.500.000 đồng. Và khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở tôi đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm. Và sau đó thì khách hàng cảm thấy ưng ý hoặc là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở theo hai số điện thoại, đó là 0968822040 và 0868820. Và cơ sở tôi thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì xin mời khách hàng có thể bớt ra một chút thời gian để cùng cơ sở tôi đi vào đường nét chính trên sản phẩm. Và thiết kế của sản phẩm thì gồm có 4 cánh đục tích tứ quý tùng cúc trúc mai, nó tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ván cánh là liền tấm dày là 1,5 phân hả nhá. Đó, liền tấm dày 1,5 phân và đục chạm thì cực kỳ tinh xảo. Đó. Đục chạm tinh xảo và hoàn thiện kỹ sắc nét trên nền sơn O7. Và cái phần cột nho thì cơ sở tôi làm rất là to, rất là khủng hả nhá, với đường kính là 12 phân. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi làm là cột nho liền. Cột nho liền nguyên một khối bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Ván cánh liền tấm dày là 1,5 phân, đục tích tứ quý tùng cúc trúc mai và khung cánh thì cơ sở tôi làm là dày 3 phân nhá nhá. Dày 3 phân. Và tất cả sản phẩm thì được làm 100% bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, hàng hoàn thiện kỹ sơn si trong ngoài. Họ sơn si trong ngoài các bạn nhá. Và đây cũng là dịp cuối năm 2020 thì cơ sở tôi cũng có khoảng 8 chiếc tủ kệ TV còn cho con sóc. Như trên màn quý vị đã theo dõi đó. Cùng với kích thước cũng như mẫu mã kiểu dáng thì cơ sở tôi có khoảng độ 8 con thôi. Thì khách hàng nào quan tâm hoặc là ưng ý thì có gọi điện ngay với cơ sở theo hai số điện thoại, đó là 0968822040 và 0868820 để được đăng ký đặt mua. Và ván mặt thì cơ sở tôi làm là ván liền. Ván liền các bạn nhá, có độ dày là 1 phân. Đó. 1 phân và sâu mặt là 47 phân và toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ đều là vân thật gỗ tự nhiên. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao và tom gỗ thì rất là mịn các bạn nhá. Và đặc biệt hơn là sản phẩm nó đưa lại những cái đường vân thửa gỗ nó rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời và chiều cao từ đất lên phần mặt ván bên trên là 85 phân và cao đến ô để TV là 75 phân, sâu mặt là 47 phân và ô để TV có chiều dài là 1m27. Đó, 1m27 để khách hàng có thể để vừa TV là 55 inch. Và tất cả sản phẩm đều được làm là ván liền. Đó. Ván liền đục chạm thì cực kỳ tinh xảo, hoàn thiện kỹ. Với giá thành thanh lý chỉ là 11.500.000 đồng một thôi. Đó, và tất cả những cái đường cột hồi thì cơ sở tôi cũng soi đũa, đó, soi đũa. Và cái bản cột thì có bản vuông là 4 phân nhá nhá, bản vuông là 4 phân. Và ván mặt là ván liền tấm, đó, liền tấm. Dày là 1 phân. Hoàn thiện kỹ đẹp cho khách hàng. Và kể cả cái phần ván hồi, đó. Ván hồi thì cơ sở tôi cũng làm là ván liền các bạn nhá. Ván liền. Và tất cả cái phần hậu đằng sau thì cũng được cơ sở tôi làm hoàn thiện nhẫn nhụi và phủ sơn thì gồm có 6 lớp sơn, đó, trên nền sơn O7. Hoàn thiện rất là kỹ. Và chúng tôi xin nhắc lại kích thước của sản phẩm là dài là 2m4. Đó, dài 2m4 và thông thủy là 2m37, cao là 85 và sâu là 47 phân bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Với thông số độ dày là ván cánh đục tích tứ quý tùng cúc trúc mai có độ dày là 1,5 phân và toàn bộ là ván liền một tấm. Đó. Và có thiết kế gồm có 2 ngăn kéo bên trên, mặt trước là đục họa tiết hoa lan tây. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi là hoàn thiện rất là kỹ cả nhá. Hoàn thiện rất là kỹ tỉ mỉ và sản phẩm được sản xuất theo phân khúc tầm trung và giá thành chỉ là 11.500.000 đồng mà thôi. Và khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan cũng như nghiệm thu cái sản phẩm đỉnh cao này. Và hotline và hai số điện thoại để khách hàng có thể đăng ký đặt mua, đó là 0968822040 và 0868820. Và ngay sau đây thì cơ sở tôi cũng xin nhắc lại giá thành là 11.500.000 đồng các bạn nhé. Và cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip về sau.